Con tôm hùm bự quá các bạn ơi, trời ơi nhìn cái cặp càng của nó kìa, kinh khủng. Trời ơi là trời, trời ơi là trời. Mày này nó kẹp cái chết quá. Hello, xin kính chào các bạn. Sau khi mình ăn xong con tôm hùm siêu to khổng lồ này của mình rồi thì bây giờ công đoạn tiếp theo đó chính là mình sẽ mạ vàng đó các bạn nhé. Tại vì con tôm hùm thì khá là bự cho nên cái công đoạn mạ vàng của nó cũng hơi phức tạp tí xíu. Thì bây giờ mình sẽ rửa nó qua để cho nó bớt nhớt đi các bạn ha. Ok, bây giờ thì đây là cái đầu các bạn ơi, cái đầu bự ghê không? À, cái râu nè. Thì bây giờ mình sẽ rửa cho nó thiệt là sạch để cho nó khỏi bị tanh. Ok, xong cái đầu rồi đó. Còn đây là cái mình ha. Nói chung là con tôm hùm này thì khi mình luộc xong rồi nó cũng không có tanh giống như lúc mà mình mới có mua về các bạn. Trong này thì rất là sạch. À, đây là cái đuôi con tôm hùm nhé. Còn đây là cái càng. Cái càng chính nè. Còn đây là cái càng phụ này các bạn ha. Nó dày quá. Ok, còn đây là cái mình. Hello. Cái mình này mình cố tình giữ nguyên đó các bạn ha, để cho nó đẹp. Ok, bây giờ thì coi bộ là nó sạch sẽ rồi. Thì mình sẽ đợi cho nó khô và bớt đi mùi hôi các bạn nhé. Ok, sau khi mà mình rửa sạch thì bây giờ tôm hùm siêu bự của mình nó đã sạch rồi các bạn. Các bạn nhìn nè. Đó, tôm hùm bự ghê không? Bây giờ thì mình sẽ xịt cái này vô đây ha. Xịt cái bình này vô đây. Ok các bạn ơi, sau khi mà mình xịt cái mút vô trong cái con tôm á, để mình lắp mấy cái lỗ trống lại
Thì bây giờ mình sẽ để cho nó khô, thì trong đây là toàn là bông gòn không bạn. Bây giờ mình sẽ tạo một cái mô hình hòn non bộ giả nhé. Thì cái con tôm đó mình cũng xịt mút rồi, cho nên nó sẽ không có lỗ trống nào để mà vi khuẩn nó nằm trống cả, mà thấy không? Bây giờ thì mình sẽ ráp nó lại nhé. Khi mà mình xịt xong cái mút rồi á, thì con tôm của mình nó sẽ ra như vậy. Sở dĩ mình xịt cái mút như vậy á là để cho mình nhét cái cây vô để cho con tôm mình nó có chỗ dính các bạn ha. Ok, bây giờ thì đó, thấy không? Con tôm nó sẽ dính vậy ha. Rồi, bây giờ thì cái mục đích của mình là mình sẽ bỏ mấy cái con tôm bự không? Mình sẽ làm cho con tôm đứng một cái thế rất là sung các bạn ha. Đây là thịt tôm hùm nè. Ok, giờ trong con tôm hùm này nó đã có rất là nhiều bông rồi. Mình còn con dây này để cho cái đầu của nó khỏi có bung ra. Bây giờ mình cắt nó ra đi ha. Con tôm hùm của mình cái thế nó đứng như các bạn ha. Bây giờ trong lúc mà mình đợi cho cái keo nó khô thì bây giờ thì tiếp tục cái công đoạn đó chính là gắn cái kèn vô. Đây là cái kèn mà mình đã ăn xong nè các bạn. Để cho nó được chắc chắn thì mình phải ghim thêm mấy cái kèn này vô nè ha. Ok. Xong xuôi. Đó. Rồi, xong xuôi, các bạn thấy hay chưa? Bây giờ mình có thể để cái kèn này nó mở ra hay là khép vô. Nhưng mà mình sẽ để cái kèn nó mở ra cho nó hùng vĩ các bạn nhé. Rồi, bây giờ xong cái kèn. Lát nữa thì mình sẽ bỏ thêm keo vô cho nó chắc chắn các bạn. Còn đây là cái kèn siêu bự. Nãy là cái kèn cua mà nó bự hơn mình đó các bạn. Okay, rồi. Rồi, xong xôi cái kèn cua bự nhất. Đó, nó sẽ như vậy ha. Rồi.
cái khúc này là cái khúc này nó đó. Ok, bây giờ mình sẽ gác cái kèn vô đây ha. Còn cái kèn này á, thầy sẽ vô đây. Đó, bạn thấy hay không? Ok. Ok các bạn ơi, thì bây giờ thì mình sẽ tiếp tục mình gắn cái kèn con cua vô nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ ướm thử coi coi cái kèn này nó vô đâu ha. Ok, thì để cho cái con tôm hùm này nó được đẹp cho nên mình sẽ gắp từ từ các bạn nhé, mình không có cần phải gắp lẹ. Mình nhiều kêu đâu thì mình thịt cho đó luôn.
Bây giờ thì keo nó đã khô rồi cho nên mình sẽ thoải mái cắm nó vô. Đó. Ok, bây giờ coi như là kiểu nó khô rồi thì mình sẽ cho đây. Ok, bây giờ thì mình đã tìm thấy được cái chỗ nói rồi các bạn ơi. Bây giờ thì mình sẽ sọt tiếp cái cây này vô ha. Sọt cái này vô cho nó cứng. Ok. Như vậy thì hai cái cây này nó sẽ đi vô đây. Cái nó thiệt là nhọn. Ok các bạn ha. Như vậy thì cái kèn này nó sẽ dính vô cái kèn này. Đó. Rồi cái kèn bên kia thì nó sẽ dính vô cái kèn bên kia. Rồi. Để mình đẩy ra cho kêu nó khô tí đi. Nhét nó vô đây. Đó. Yeah, cái này ok. Thì bây giờ đó, mình sẽ ok, cho anh vô đây đi ha. Bây giờ mình sẽ lật nó lên và mình sẽ nhiễu keo vô ha các bạn ha. Thì sau khi mà mình ịn vô thì cái con này nó dính cứng ngắc luôn các bạn. Rồi. Ok. Anh thấy không? Nó giống như là một con tôm hoàn hảo vậy đó. Bây giờ thì mình sẽ gắn tiếp cái kia vô ha. Ok, bây giờ thì dễ rồi. Cái này giống như là mình chơi xúc hình đấy các bạn. Ok, khi mà mình biết được cái nào
nó nằm ở đâu rồi thì dễ rồi ha. Bây giờ thì thì mình đã gáp xong cái con tôm của mình rồi các bạn ơi, mà thấy vui không? Hôm nay các bạn hỏi mình là anh Nhân ơi, anh Nhân bận làm gì à, mình mới gáp được con tôm hùm bự các bạn. Hôm nay các bạn hỏi mình Nhân ơi đang làm gì đó, mình đang chơi với con tôm hùm của mình các bạn. Đây con tôm hùm siêu bự luôn à, ăn xong mạ vàng em nó bự lắm nha các bạn à, quá bự luôn. Đây là cái con tôm hùm siêu bự mới gáp nó lại hổm gài à, gáp nó cực thêm mồ luôn các bạn. Đó, nó bự lắm nha các bạn ơi. Các bạn đừng có tưởng nó không bự, ăn nó bự ghê luôn. Cái kèn nó siêu to, các bạn nhìn nè, nó như nuốt sống mình gì đó. Trời, con này mà mình đi lặn biển mà mình gặp nó chắc mình xỉu quá, bự lắm.